Tử vi tuyệt kỷ Mùi 1979, tháng 3 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay của chúng ta và chúng ta có thể thay đổi được vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên, vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cảnh cô đơn, thiếu thốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Và ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình của những gia chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 sẽ diễn ra như thế nào, chi tiết cát hung nạp vận ra sao trong tháng 3 âm lịch. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy cụng, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Ngọ, hại Mão, phá Sửu, tuổi Tuất. Đối với những người tuổi Kỷ Mùi trong tháng 3 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 3, từ ngày 23 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 3, từ ngày mùng 5 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn trên con đường công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Mùi trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 5 tháng 3, từ ngày 16 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 3, từ ngày 28 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 3, tới ngày mùng 10 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Hai Thiên Hỏa. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ đều dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh,
số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Mùi 1979 trong tháng 3 âm lịch. Những người tuổi Kỷ Mùi 1979, mệnh thiên thượng hỏa, thường có tính tình cương trực, thẳng thắn, song nói năng đôi khi thiếu suy nghĩ sẽ làm mất lòng người khác. Bản chất tốt, không có tâm cơ, cũng chẳng bao giờ có ý làm hại hay bẫy ai. Họ luôn sống hết lòng với bạn bè để được mối quan hệ rộng hơn, được bạn bè yêu mến. Cuộc đời tuổi Kỷ Mùi được quý nhân nâng đỡ, tương trợ khá nhiều. Con đường sự nghiệp dường như không gặp phải khó khăn gì quá lớn, có thể coi là bình an, thuận lợi. Có điều người tuổi Kỷ Mùi đôi khi phần tâm trạng thất thường sẽ nổi nóng, nên sửa đổi điều khoản để trở nên bản thân hoàn thiện hơn. Sức khỏe có kém thì chủ yếu là do áp lực quá lớn khiến cho tinh thần căng thẳng. Cho nên bản mệnh cần học cách thả lỏng mình, có thể đi du lịch để giải tỏa bớt áp lực, lấy lại tinh thần rồi quay lại cuộc sống bình thường. Tử vi tháng 3 âm lịch có cho thấy rằng tuổi Kỷ Mùi đang có phần lơ là với việc cần làm. Chính vì lẽ đó nên dễ mắc sai lầm, quyết định nông nổi, bồng bột ở thời điểm này có thể khiến bạn phải trả giá khá đắt. Nhưng chỉ có thể trách bản thân chứ không thể đổ lỗi cho ai. Đó là ý kiến, cho nên bạn cần dành thời gian để suy nghĩ, tìm ra hướng đi đúng đắn cho bản thân mình. Nhâm Dương Thủy gặp Mùi âm thổ là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Mùi cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Để may mắn, thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, thịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Về sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi trong tháng 3 âm lịch, vận trình sự nghiệp biến động khá lớn. Bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung làm việc, phải chịu nhiều áp lực từ phía cấp trên. Con đường sự nghiệp trong tháng 3 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi không được sáng rõ. Bản mệnh dù cố gắng hết sức nhưng lại chẳng có được cơ hội để thể hiện bản thân mình. Chẳng những thế, sự cứng nhắc, linh hoạt trong giải quyết vấn đề của bản mệnh còn có thể khiến cho đối tác hay đồng nghiệp mất lòng, vì thế mà không thể phối hợp làm việc cho tốt, hiệu quả công việc giảm sút rõ rệt. Chính vì vậy mà dù dành nhiều thời gian cho công việc, người tuổi Kỷ Mùi cũng vẫn chẳng có được mục tiêu mà mình mong muốn, đường công danh, sự nghiệp mịt mù. Những chuyện tưởng chừng sắp sửa thành công thì lại bị ngăn trở. Bản mệnh nên ngồi tính lại để tìm ra vấn đề cần giải quyết, có thế mới có thể xử lý tình hình trước mắt. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải phần hạn không được may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ Kỷ Mùi nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc của tuổi Kỷ Mùi. Tháng 3 âm lịch, việc kiếm tiền của tuổi Kỷ Mùi không được thuận lợi như bình thường. Những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến cho bản mệnh căng thẳng và khó có thể tập trung, sẽ mắc sai lầm để tuột mất cơ hội khỏi tay mình. Bản mệnh có thể sẽ tốn tiền hao của do mắc phải nhiều sai sót và phải bỏ chính tiền túi của mình ra để đền bù. Cũng có thể gặp những chuyện không may khiến cho tiền bạc chẳng ở bên mình. Cho nên bản mệnh cần có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm để phòng khi khó khăn, chi tiêu hợp lý, chớ nên hoang phí quá mức mà tới lúc hối cũng không kịp. Thời điểm này với một số người tuổi Kỷ Mùi cũng là cơ hội tài lộc khá nhiều. Bạn mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường ở phía trước. Ngoài ra, bản mệnh khả năng năng làm việc thiện, có thể từ đó sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho riêng mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức,
sẽ lợi bất cập hại. Để may mắn thành công, các gia chủ Kỷ Mùi hãy mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chăn lọc, những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó, tình cảm và gia đạo. Trong tháng này, bản mệnh cần phải tâm sự, chia sẻ, nói rõ nỗi khổ tâm, khó khăn của mình với đối phương để tránh những giận hờn, những điều hiểu lầm không đáng có, làm ảnh hưởng tới tình cảm của đôi bên. Ngoài ra, tháng 3 cũng là lúc mà tuổi Kỷ Mùi sẽ không có nhiều thời gian dành cho tình yêu. Sự nghiệp trải qua biến động khá lớn, nên bản mệnh phải dồn thời gian và tâm sức để giải quyết vấn đề. Bản mệnh mải mê với chuyện công danh sự nghiệp, nhưng cũng là những thú vui của riêng mình mà quên hết mọi thứ chuyện xung quanh. Bản mệnh có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình, khi mà sự cô đơn sẽ dần dần xâm chiếm cuộc sống của bạn. Những gia chủ Kỷ Mùi sẽ gặp những khó khăn nhất định trên con đường tình duyên. Chính vì thế, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo hay Tam Giáp Khai Vận, Hợi, Mão, Mùi của kênh Phong Thủy Gia Cát để sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, hòa giải, vợ chồng, hòa hợp, gia đạo. Về sức khỏe, sức khỏe người tuổi Kỷ Mùi tháng 3 âm lịch không được tốt. Do sự nghiệp gặp trở ngại nên bản mệnh phải lo lắng và suy tính nhiều hơn. Có nhiều lúc bản mệnh cảm thấy rơi vào bế tắc. Hãy làm chủ cảm xúc và suy nghĩ của mình, sau đó đưa ra quyết định đúng đắn. Hơn nữa, trong thời gian này, bản mệnh làm việc căng thẳng, phải di chuyển nhiều nên cũng khó tránh khỏi việc mệt mỏi. Cho nên bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi vừa sức để không bị thiếu tỉnh táo mà gặp phải tai nạn bất ngờ. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Kỷ Mùi cần mang bên mình vòng Tam Giác Khai Vận, Hợi, Mão, Mùi. Vòng Tam Giác Khai Vận của kênh Phong Thủy Gia Cát lại được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là lô vật phẩm phong thủy. Tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi vừa chia sẻ với quý anh chị về vận trình tử vi của gia chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 3 năm 2021 âm lịch. Tất cả những sự cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Hãy cố gắng để đạt được mục tiêu. Hãy cố gắng để đạt được mục đích của mình. Quý vị cũng đừng quên quan tâm giữ gìn sức khỏe và quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian vừa qua để tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm, cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh về phong thủy. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ Kỷ Mùi trong tháng 3 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.